chúng ta sẽ có cơ hội được chào đón trên sân khấu và vinh danh các thành viên tiếp theo, đó là chủ nhân của danh hiệu Diamond trong năm 2016. And right now, ladies and gentlemen, we will come to the celebrations of the Diamond Title Achievers. Vâng, và với danh hiệu Diamond này thì năm 2016 chúng ta có tất cả 53 Diamond, và như lời chia sẻ của anh Simon ở đầu chương trình, chúng ta đích thị là một Diamond Factory, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ được chia thành 3 đợt vinh danh trên sân khấu, và chúng tôi sẽ cùng sướng tên các thành viên đạt danh hiệu Diamond và cùng mời quý vị bước lên sân khấu. And ladies and gentlemen, in 2016 we have 53 Diamond Titles Achievers. And like Mr. Simon shared with us in the beginning, Vietnam is actually a diamond factory. And we will have 3 sections for these celebrations. And please wait until we call your username, come to the stage so that we can celebrate with you today. Vâng, và sau đây chúng tôi xin phép được quay trở lại vị trí của những người dẫn chương trình để nhường lại sân khấu cho những thành viên được tôn vinh danh hiệu Diamond của chúng ta. Và đợt đầu tiên chúng ta có 25 Diamond sẽ được tôn vinh và hiện diện trên sân khấu. Please welcome on the stage, username Anado 6688. Vâng, xin được mời Diamond tiếp theo của chúng ta, Bảo Hồ Phương. Xin được mời Diamond tiếp theo, Blue Diamond S68. Xin mời Diamond tiếp theo, Brown Diamond 01. Xin được mời Cloud Diamond 56 D01. Đại gia SG68. Đại Phú Gia 999. Vâng, xin được mời Đại Phước 68. Congratulations, Diamond Koi 69. Vâng, xin được mời Family LDT. Xin được mời Family LDT 01. Xin được mời Diamond tiếp theo, Gold 88111. Xin được mời JBJBC 01. Xin được mời LV Ta Canada 04. Xin được mời Lean SG 86. Đại diện tiếp theo của chúng ta, Liên Hương Tỷ Phú. Xin được mời Lưu Nhân. Diamond số 19, Lưu Vi 01. Xin được chúc mừng và xin được phép kính mời Lộc Phát Tỷ Phú 68. Và Diamond 21, Lộc Phát Tỷ Phú SD 1. Lộc Phát Tỷ Phú SD 3. Diamond số 23 của chúng ta, Ngọc Thanh 888. Xin được phép chúc mừng OC 5754. Và Diamond cuối cùng trong đợt đầu tiên, tổng số 25 Diamond của chúng ta, đó chính là Of Fortune HVA. Xuất sắc đã đạt được danh hiệu Diamond trong năm 2016, và ngày hôm nay hiện diện ở đây, họ sẽ vinh dự nhận được hoa và quà tặng từ các Blue Diamond và White Diamond của chúng ta. And right now, ladies and gentlemen, our Blue Diamonds and Black Diamonds will give out a gift for our Diamonds Achievers of 2016. Và tất nhiên rồi, không thể thiếu được các băng keo danh hiệu với dòng chữ Diamond
2016. And yes, you can see right now, a Blue Diamonds and Black Diamonds member are handling out the Diamonds title for our members. Một bức hình lưu niệm ạ. Vâng, và sau đây xin mời 25 Diamond tiếp theo của chúng ta sẽ cùng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, được nghe tên của mình sướng lên và hãy cùng bước lên sân khấu với tất cả chúng tôi. And we would like to right now invite the next 25 Diamonds title achiever to come to the stage. We would like to invite OC Red by Etap Chin Chi. Xin được kính mời One C Man Cần Thơ, One Life 156, số 29 Pro Team 1166. Next we would like to congratulate and invite Pro Team 1168. Diamond tiếp theo Pro Team 1536. Our next Diamond Phạm Lộc 268. Số 33, Phát Tài VL. Our next Diamond, Quốc Trầm Combo. Số 35, Rose Red 70. Next, Smart Investor. Vâng, và cho phép bạn tổ chức chúng tôi xin được lưu ý lại một lần nữa,
đó chính là chúng ta chỉ có một người đạt danh hiệu được bước lên sân khấu thôi, vợ hoặc chồng của quý vị. Xin mời các anh chị vui lòng nán lại vị trí ghế ngồi, chúng ta sẽ có cơ hội được chúc mừng cho những người thân yêu của chúng ta sau khi chúng ta kết thúc phần tôn vinh trên sân khấu. Xin được cảm ơn rất nhiều và hãy cùng chúc mừng cho Diamond thứ 37 của chúng ta, Ta Trương Thị 268. Our next Diamond, Team Ruby 68. Số 39, Tiên Sơn 68. Tinh Trường 01. Số 41, Thanh Trọng Tỷ Phú. Our next Diamond, Tuấn Bùi 01. Vâng, danh hiệu Diamond thứ 43, Triệu Phước. Our 44 Diamond, Duncan. Vâng, số 45, Unified Leader 00. Our next Diamond would like to congratulate Vietnam Billion. Vâng, và số 47, We Big Ha Đờ Hai. Number 48, We Big Vien 9. Số 49, We Win Hai. And number 50, We Group Combo. Vâng, vừa rồi là 25 cái tên đã vừa được xuất hiện trên sân khấu và chúng tôi xin được kính mời chỉ 25 thành viên có tên vừa rồi cùng hiện diện ở trên sân khấu thôi ạ. Xin được mời các thành viên gia đình, các anh chị, vợ hoặc chồng của các thành viên đang ngồi của chúng ta hãy vui lòng chờ đợi ở khu vực ghế ngồi. Chúng ta sẽ có cơ hội chúc mừng những người thân yêu của mình sau khi chúng ta vinh danh trên sân khấu. Right now, we would like to invite our blue diamonds and black diamonds to deliver the award for our diamonds title achiever. Vâng, xin được mời black diamond và blue diamond của chúng ta sẽ cùng tiến hành trao tặng những bó hoa tươi thắm, băng đeo danh hiệu và những phần quà vô cùng tuyệt vời dành cho 25 diamond tiếp theo của chúng ta. Ladies and gentlemen, the flower that we chose today is the sunflower. This has the meaning of always looking and moving towards the sun, and we hope that we all will be like that. We will all move toward the sun for greater success. Ladies and gentlemen, please give a big hand.
xin được phép mời 25 Diamonds. Chúng ta cũng sẽ tiến vào vị trí. Xin mời chúng ta sẽ cùng tiến vào vị trí để chuẩn bị và chúng ta sẽ chung chung với nhau một tấm hình để lưu lại những khoảnh khắc đáng ghi nhớ của ngày hôm nay. Xin mời các chị chúng ta sẽ theo sự hướng dẫn của các bạn PG của chúng tôi để tiến vào vị trí. Và trong khi đó chúng tôi xin được phép mời lên sân khấu ba thành viên đoàn danh hiệu Diamonds cuối cùng trong buổi vinh danh ngày hôm nay. And now we would like to invite the last three Diamond Achiever of today to proceed to the stage. Và với ba danh hiệu Diamond cuối cùng này, vì chúng tôi cập nhật hơi trễ cho nên là ban tổ chức chưa kịp chuẩn bị các phần quà dành cho các anh chị. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi xin phép được vinh danh các anh chị ngay tại đây, ngay trên sân khấu này. Và các phần quà dành cho các anh chị sẽ được chuyển tới các anh chị sau ạ. Ladies and gentlemen, due to late notice, we only announced the announcement for the last three Diamond Achiever, and all the awards will be given to our Diamonds, our last three Diamonds after this. Thank you very much. Và ngay bây giờ, xin mời mọi người chúng ta sẽ chào đón lên sân khấu ba thành viên tiếp theo đoàn Diamonds của chúng ta. Xin mời thành viên có username. Vâng, xin được mời ba thành viên Diamond cuối cùng của chúng ta bước lên sân khấu. Xin mời thành viên có username HTT Thiên Nga 01, Big Dream Big Win và Change My Life. Chúng tôi trong phần vinh danh vừa rồi.